Xin chào tất cả các anh em nha. Video mình giới thiệu cho các anh em tham gia chương trình này góp siêu phát siêu bát đi khoan nha tất cả các bạn. Chạy con này chạy trên nền tảng bên mô tả mà tôi muốn start chatbot nè bạn. Mình sẽ nhận được 500 top cần có kẹo là super nè bạn. Thì có khoảng một top cần này khoảng 0.1 đô. Rồi bạn bấm vào claim airdrop nè bạn. Con này mình chưa biết cái sàn nào chưa. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow Twitter nè bạn. Không các bạn join kênh channel đi các bạn. Rồi join cho nhóm chat nó các bạn. Chưa chân đánh giá sự cam rồi. Thôi các bạn cũng làm đại luôn đi các bạn. Không biết có nên làm hay không. À để mình coi lại các bạn. Không các bạn, cái này nó cảnh báo là những dự án sự cam ngoài kia nha các bạn. Thì các bạn join vào kênh group các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai thì các bạn follow fanpage nữa các bạn. Follow Twitter nữa các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn request và tăng 5 người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn copy cái tab giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nha các bạn. Các bạn chỉ dẫn như tài quyết nha các bạn. Các bạn bắt cái hát tát nó vào các bạn. Rồi các bạn xóa đây các bạn. Và các bạn bắt lại copy cái hát tát lại các bạn. Rồi các bạn tâm 5 người bạn mình vào các bạn. Còn ghi nè các bạn tăng những người bạn thường xuyên của mình vào nghe. Rồi các bạn tăng 5 người bạn, các bạn test lại nè các bạn. Sau khi các bạn test lại xong thì các bạn bấm vào mục submit đi tên nghe tới các bạn. Like, review, post. Rồi các bạn vào tự quyết cái nữa các bạn. Rồi các bạn bấm đăng test cái nữa nghe các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại nè, các bạn bấm vào nút submit tên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi ra đường link profile từ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra, các bạn vào trang cá nhân, các bạn vào bay vào trên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ. Rồi tiếp tục mình gửi post nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái link request nha bạn. Link request thì tờ Twitter thì bấm vào bấy bạch cùng nè các bạn. Bấm vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm vào một bài tờ request các bạn đã chia sẻ nha các bạn. Tăng 5 người bạn á. Các bạn sao chép thương kết nè. Bài tự quyết đã ghim nha các bạn. Phan. Phải bài này không ta? Go map, con này có go map đàng hoàng nha các bạn. Phan các bạn. Rồi ok các bạn gọi. Là bài tự quyết các bạn đầu tiên các bạn. Rồi các bạn gửi đây nè các bạn. Bạn nhấn vào nè tất cả các bạn. The bot in front bay bot. Tiếp tục thì các bạn bot lên một cái phong bay nào các bạn. Rồi các bạn gửi lên profile link nè tất cả các bạn. Tiếp thì nó kêu bạn đăng cái bài này lên phong bay nè các bạn. Các bạn bấm vào phong nha các bạn.
các bạn tăng như người bạn mình vào tất cả các bạn. Còn mình rồi các bạn đang test cái nữa nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đang test thì các bạn nhấp vào bài gạch cùng, bạn nhấp hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn chia sẻ một cái bài này nè các bạn. Bạn sẽ chép đến từ Twitter nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gửi cho bot tiếp tục nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn có thể dùng địa chỉ di chúc, địa chỉ nhà nát trên di chúc wallet nha các bạn, hoặc địa chỉ BNB Smart Chain ở trên di chúc wallet các bạn cập nhật vào nha các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain được mẹ thác trên chúc di chúc luôn nha các bạn, các bạn copy địa chỉ nhà nát mình nha, mà gửi cho bot nha các bạn, mà gửi cho bot nha các bạn. Ok các bạn bấm vào butterfly. Rồi mình đã nhận được 500 token rồi các bạn. Rồi các bạn bấm vào. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token rồi các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.